Thằng tay lời nhờ cho quan đồng quan thanh pháp sư tha man bốc ư can man và hư hiệu man bốc bướng sai tổ ma bân xà tổ ốc cọc khai văn văn cai cưng chưa vương đục thở đàm binh luôn tê nà đàm binh mạ tê đình binh can tê tàm tàm binh mạ khân long binh quan bê tiểu độc kiểu sinh o song sam bựng cọc pháp si ha vàng cọc say hơn thầy ân tương song sam bựng binh ác si ha vàng binh cao nhà vô binh quan nhà vàng binh mạ tương sang binh can tương bộ binh mạ sử âm binh can sư của binh mạ thầy cha binh can thầy thờ thành binh mạ còn nam binh quan còn hiệu binh mạ xen long quan xen tay mạ dù thiên thiên dù phạt tương mạ phục bộ tương đồ thiên trương binh ơi nhà cha mạ khẩn con binh lúc mọn khẩn theo binh ơi các con nam khẩn lèo biết đăng văn và xa đằng vẫn con biết lăng số ra xa đằng thì thôi bít tóc ba nhã tóc nai bít tô nặng tô nai lại bay cầu bận bít lăng văn và xa lăng văn con khảo bác thơ liên thăm cường làm điện vọng vọng tô cam than tô chù làm tô binh chỗ này nhà tan binh căn nhà giòn binh chỗ này than chân căn này than chính vô than đầm than đam a khẩu xa đưa đồng khẩu xe tầng các cụ gia tiên tiền tổ phật tiên ông anh bà cô ba đời trở lên năm đời trở xuống xuống kháng nủ cho con cháu nhà ta nhé, bảo là con cháu nhà ta họ Nguyễn năm nay thứ nhất được 54 tuổi hạn tháng xông ra năm xông vào còn săn tăng còn mệnh với nhé con. Úi giời, bảo là cửa nhà không tiếc của tiếc cái nhưng mà động nhà động cửa động đất đá nhất sinh cư nhỉ mồ mà động đất đai động phần âm rồi nhé, không tiếc của tiếc cái về tiến phạm thu phạm đến nhé, phạm nhà phạm cửa đằng trước cái đằng sau đây này, ngã ba ngã bảy đường ra đường vào đấy nhé, phạm ở ngoài cửa ngoài cổng nhé, về tiến phạm đi, không tiếc của tiếc cái đi, ta chợ đi mua năm con ngựa năm màu về tạ ngũ phương ngũ thổ đi nhé, hàn long mạch đi đứt long mạch rồi, là 54 tuổi vào cái tháng 9 âm lịch đây này con ạ, tháng 9 ngày 27 tháng 9 âm lịch này có hạn nhé, là đường to thì không đi nhé, đường lớn thì không ra mới được, không đi được đau ngoài đường ngoài xã nhé, và con cháu nhà ta họ Phạm thứ tư năm nay được 52 tuổi về ăn gạo cùng họ đây này. Cũng đau ốm không khỏe trong người đâu, ốm trong thân đau trong xác. Thầy viết thất lạc đi tứ phương siêu bạt tứ xứ còn ạ, không bên sông bên thủy đều nhá. Không tiếc của tiếc cãi đi xuống bên sông bên thủy đi. Đón vía đón hồn về ba hồn chín vía về nhập thân nhập xác đi tháng được yên năm được ổn. Bảo là mẹ để ngày xưa mẹ chồng ngày trước cái này cũng được hành binh hành mã về quấy trơn quấy trách nhá. Mồ mả cũng chưa được yên, mồ mả cũng chưa ổn nó động mộ động mã động hài cốt. Không tiếc của tiếc cãi đi tạ mộ tạ mã tạ phần âm đi nhá, nhà cửa mới được bình yên. Gia đình mấy mát nể. Ở con cháu nhà ta họ Nguyễn thứ ba thứ nhất năm nay được 30 tuổi này, ở kim lâu thân nhé, cải bạch khổ cải kim lâu thân đi, các cụ cũng đi phụ trong phù hộ cho đi xa về gần đi mây về gió, nhưng mà đi làm ăn ở xa mà không báo các cụ đâu, ông Mánh không che chở bà cô không vất về đâu nhé, thì kêu cầu ông Mánh bà cô đi, ông Mánh bà cô mới thuận phù hộ phụ trong cho thì thuận buồng xuôi gió mới được. Ở con cháu nhà ta thứ ba năm nay được 20 tuổi này, không tiếc của tiếc cải về tách cầu tách số tách bản mệnh ra đi thì mới được yên. Năm ấy được ổn. Ngày xưa ngày trước này còn các cụ còn biến về con chim bay vào nhà đây này con ạ. Vào nhà con còn bắt vào tay đây này. Úi giời các con không ấy thì về quét nhà quét cửa đi mới được, nhà cửa mới được bình yên, gia đình mới mát mẻ. Đất thổ công sông Hà bá thành hoàng thổ địa đây này. Thổ địa cũng được trương thổ công cũng được check. Mô mã phần âm động mộ động mã động hài cốt về tạ mộ tạ mã đi. Rồi con quỷ quan cái kết cái nhời cái tiếng đi lời ra tiếng vào lời to tiếng bé đây thế gian đây này. Bây giờ còn bảo chỉ trò. Nói ra nói vào rồi to tiếng bé đất đai trước cửa trước quán đây này, con về con cởi quan cởi kết cởi nhờ cởi tiếng đi thì nhà cửa mới được bình yên, gia đình mới mát nể lành như nước mát như quạt nhé. Các cụ lại khuyên khăn nhủ thế thôi, lại vào chỗ nghỉ ngơi vào nơi nghỉ mát dẫn đường trốn lối cho quan đồng quan thánh pháp sư thôi. Đốt ra một cái lục kẹo đang nhất tạ nhi vâng con nam ngang vâng vâng già già nghỉ xa khám ốc khai thao hừng tiền tiền tổ phật tiền ông manh bà cô họ nguyên quan ba để trở lên năm để trở xuống em theo mưa mà đông tăng ra là mưa đông ao vàng bạc bay mở đình gần xiên tay mơ tạc bay thương tị cõi ai thương cài cõi dù vàng bạc tha khăn ngân xem tha vía ba hồn chín vía ba hồn bay vía hơi em mơ còn là trai mơ còn giàu mà hết tươi cháu gái cùng ta cho em
cứ cõi được bình yên, gia đình cõi mặt mẹ. Một năm 12 tháng bình yên, một tháng 30 ngày mặt mẹ. Cầu lộc cõi được lộc, cầu tài cõi được tài. Cầu đi bốn phương trời, mười phương đất. Lộc xa thì đến, lộc gần thì về. Cầu lộc giữa bương bắc mà nhà, bương đông bương tây mà đằng. Làm gì cũng được, ước gì cũng nên. Mua mây bán đất, mua trăm bán vạn. Mua mây thì bán trăm, mua trăm bán vạn. Ra đường quỳ thay quỳ tha mà thầy mà chính không cho dương khăn khẩu. Dèm pha dương khăn trên ép bềm, trên ép bay cả đây. Trên ngang trên dọc bay cả ân với các cụ phụ trong các ông phù hộ. Phù hộ phù trong phù hộ ơi, à coi mì mình phù trong coi mì tiếng em. Xem mà đây nhà mình động đất đai phần âm thôi, về tả đất đi là được. Ta tạ mộ tà mã đi. Cái mộ mã ông lúc quả thế chưa đi tạ? Ông mà chưa tạ đâu, bà chứ làm tạ rồi đó. Ông to hơn bà lại không đi tạ ông? Không, có nghĩa là ngày xưa là đợt đấy là nó động đấy, thì xem ấy. Động mộ ông nhưng mà chưa tạ ông lại đi tạ bà rồi, ông được trách đấy. Ta nhớ tạ ông trước kháng tạ bà sau. Không có nghĩa là đợt đấy là đi xem thì là nó động. Mình tạ lần lượt, đã tạ tạ ông trước, tạ bà sau. Ông lớn hơn bà. Cái nhà mình chưa tạ. Mấy từ năm đợt vào nhà mới thì mình. Ông bảo lúc làm giếng các kiểu làm đường xong rồi chưa tạ đâu phải không? Chưa. Cái thầy kinh người tạ được mà nhanh như mà một buổi là xong mấy tiếng. Thế con chim ở nhà đi, con chim ở nhà đấy. Hai này con, hai con gái tách cầu ra đi, hai này con gái cả cắt cầu đi. Ông hai này đi thì bà báo ông mấy bà cô này không báo. Ông mấy bà cô không có vé chở cho đâu, ông mạnh. Tức là cái con của mình nhỉ? Ừ, con cả đấy, cái ông chả mình chả mất đi một người em à. À đúng rồi. Cái ông chú này chưa có vợ đâu đó. Chưa. Nó đi theo lắm. Nó không cho lấy chồng. Đi phải báo nó mới được, không là nó không cho lấy chồng đâu. À. Nó hợp mạnh lắm, lúc nào nó cũng đi theo, nó ám đi theo. Bây giờ không tiếc của tiếc cải, không cần tách, chỉ cần yêu cầu là được, lấy cấp cho một ngôi nhà, cấp cho một cái xe là được, yêu cầu cho là được. Cấp cho ông ấy một cái xe. Cấp cho một cái xe, một ngôi nhà để trong này đi phụ trong phù hộ cho đấy. Phù hộ cho lắm nhưng mà không yêu cầu, không cho ăn bao giờ. Đi con gái mình đấy. Thì cả bây đi làm ở chỗ mình làm thì cũng được, mùng 1 15 mình mua hoa quả bình thắp hương ở chỗ làm hay là chỗ mình ở ngủ đấy cũng được. Được. Gọi là thắp xong là hết nhang là mình phải tháo đi thôi, không phải thờ. Gọi là kêu cầu hôm nay không phải thờ, nghĩa là chỉ gọi gặp vọng về thôi, vọng về ăn xong là xong. Có nghĩa là phụ trong phụ cho hợp lắm, đi đâu cũng đi theo. Phù hộ nhưng mà không kêu cầu bao giờ, lúc nào cũng đi theo, không kêu đến mà. Ở nhà bố mẹ kêu hộ được không? Bố mẹ kêu hộ cũng được nhưng mà nó ở chỗ con gái nên ở nhà mình đâu, không về nhà mình đâu, ở chỗ con gái đi theo con gái thôi. Hợp cái mình. Hợp nhau. Hôm nay con gái thứ hai này có hạn đấy, năm nay có hạn, 20 tuổi có hạn đấy. Vào cái tháng 11, cái ngày ngày mùng 5 ấy, cẩn thận một chút xe cộ nhé. Năm 11 đó. Thầy có giấy bút được. Đứa sinh năm 2002 đấy hả? Đứa con cút đấy, cắt ra. Động chạm nhà cửa, về quét nhà quét cửa đi, mua 5 con ngựa 5 màu và tá đất đi là được. Con gái 20 tuổi đấy, tháng 5 tháng 11 có hạn. Tạ mộ trước mới tạ nhà được. Nhất dinh cư nhìn mồ mả, tạ mộ ông bà đi, ráng tạ nhà. Tất cả là 7 con ngựa. Nhà 5 con, rồi mộ ông một bà một con, một bà một con. Nhưng mà mộ ông có con thấy lớn hơn không? Nó phát ra không? Lâu lắm rồi thế thôi. Nên là mẫu phát phải tạo bằng voi đấy. Đi ra đi xem lại đi nhé. Tại vì thỉnh thoảng có đám đi ra. Nên mà xem mà để ý mà thấy nó to hơn phải tạo bằng voi. Bình thường đi tạo ngựa mà mẫu phát phải tạo bằng voi, vàng. Thế mình ra đi xem được thầy? Ừ, ra bản thân mình thoải mái. Không sao đâu. Hôm kia bình thường mình ra chỗ đấy xem được. Ừ. Sao đâu vẫn xem bình thường mà. Con cháu ra xem luôn. Có nghĩa là mộ nó chẳng hạn nó khắc nở ra đất mới lên ấy, hay là cái tổ mối lên gì lên, chẳng hạn lên mộ ấy thì mình phải tạ mà con voi. Sao mình nghĩ là chắc cũng vẫn thế đâu. Bởi vì không biết được, có người nó đã phát mà. Ừ. Mà ít người phát lắm. Ừ. Ít lắm. Đã phát là không bốc rồi. Đã phát là không bốc rồi đúng không? Đúng rồi.
chỗ đẹp là nó mới phát người nữa. Cái mộ to lần nào. Trong nhà mình thì cái này con gái 30 tuổi là kim lâu thân, hạn chế đám ma đám hiếu. Nếu mà đám ma đám hiếu mà không phải trong họ hàng hay trong anh em thân thích thì không nên đi. Có nghĩa là nó chắc là ít đi rồi, nó đi làm không thời gian. 30 tuổi kim lâu thân. Cái này phải cắt đấy, bây giờ nó chưa lấy chồng đâu. Thế mà tách ra mới được. Thì bây giờ bao nhiêu ông chú hết, ông mãnh này là đi theo giữ, không cho lấy đâu. Gọi là thì có người yêu đi theo chú lại giữ thôi. Đấy, không cho. Kiểu mình thấy người ta mình khá nóng tính ấy, nóng nảy ấy. Đấy. Thì yêu cầu là được. Người ta bên kinh người ta bảo có căn ấy à, thính nặng thì cái là con gái nhỏ tính con trai ăn to nó lớn, nó thẳng nó thật đấy, không sợ ai đâu. Không biết, nhưng mà đứa này nó lại gì nó biết nói. Không, mà là ăn to nó lớn, nó nghĩa là đi làm ấy, công việc ấy. Nhưng mà nó không biết yêu cầu ấy, kiểu nó không biết. Yêu cầu thì không biết, nhưng mà mình bây giờ mình bảo là ngày xưa sống thì khôn, nay khác thì thiếng, ba hồn bảy vong đấy. Thì bây giờ ông mãnh bà cô rồi, bây giờ ông mãnh ấy, ông chú đấy thì đi theo thì vớt ve chở cho phụ trong phụ cho làm việc thì thuần sẻ đấy. Thế thôi, có gì đâu. Biết nhiều thì nói nhiều, biết ít nói ít, người ta không trách mình đâu. Cứ nén nhang lên là được. Chẳng hạn mùng một mình làm được hoa quả thôi, hoa quả bánh kẹo thôi, chứ không ở nhà mình thì nó hoa quả xong mình vẫn được hưởng mà. Nó ở, nó lại không ở nhà nhà ấy, nó ở nhà bác cơ. Ừ, được không? Được. Nhà bác thôi, nhà bác chả vẫn họ mình lo không kêu cầu đến là được mà. Bác là bác họ khác không họ bên ngoài á? Bác bên ngoại nó đi lấy chồng thì họ họ đến họ la chứ không phải mình. Thế đi ở nhà họ la, đi ở nhà hỏi nhờ, đi ở nhà thì mình hỏi qua, không thì mình cũng ngoài sân. Mình hỏi qua đấy mà người ta cũng cho cúng thì mình cũng trong nhà, không thì mình cũng ngoài sân vẫn được. Thế liệu mình cúng ở nhà mình được không? Nhà mình cũng được, nhưng mà con gái mình về chẳng hạn lúc nào về thì mình cúng. Thì ngày nhà thường cũng được, ngày thường cũng được, không phải đến chết mùng 15, cứ về là cũng được. À, nó cứ về nhà mình. Về nhà được. Xong rồi là cứ về nhà là cúng cho ông bà trước, xong rồi cũng cho ông chú đấy. Riêng cũng ở bàn thấp thôi, không cúng trên bàn. Thế nhưng mà mình bây giờ có mấy bát nhang? Ba. Đây vẫn thờ ông chú phải không? Có mà, bà cô vẫn thờ. Nhưng mà cái này là trước khi ông này mất là đã thờ rồi phải không? Bắt hướng đi, bắt nhang đi. Hay là mất xong mới thờ? Mất xong mới thờ chứ. Mất xong là mới lập bắt nhang của ông chú lên. Thế cũng ở trên bàn được. Nếu mà không thờ thì cũng ở dưới, còn nếu mà đã thờ thì cũng ở trên bàn được. Có nghĩa là ông chú thì mất xong làm bắt hướng mới thờ. Thờ bên phải à? Đây đứng, trái. Đứng như này là bên này đứng rồi, nhìn vào thì bên này trái, bên trái đi quay ra thì bên phải, quay ra đường thì bên phải, quay ra cửa. Nhưng mà thế bát giữa là thủ công à? Bát giữa là thủ công, bát bên phải gia tiên, bên trái ông mãnh bà cô. Tức ở giữa thì là thủ giữa là thủ công, giữa là thủ địa ấy. À, thủ công còn là bên kia là gia tiên bên trái ông mãnh bà cô, bà cô mãnh. Bên trái là mình nhìn vào bàn thờ ấy, là đối diện vào ở giữa là thủ công, bên này là gia tiên, bên này ông mãnh bà cô. Đây cũng nói về kêu cầu là được. Nếu mà riêng ông mãnh, nếu mà thì nhưng mà nó nhiều nhà thì nó lại để bên phải vì ông mãnh là con trai. Là bảy. Cùng bên gia tiên đấy. Là bên thấp hơn gia tiên. Thấp hơn mà để góc bàn không phải giữa đâu. Còn bây giờ con nhà mình là bây giờ ba bát gần nhau. Tam cấp. Thế là tam cấp, còn nếu mà nhiều nhà thì nó để bên phải nhà thấp hơn gia tiên. Tại vì bà ông mãnh còn bà cô nữa. Đàn bà bên trái, đàn ông bên phải. Bà cô thì là bà cô trẻ. Bà cô tổ đấy, có cái ngang với ba đời, ba đời rồi. Mấy đời rồi. Ba đời có cô tổ ba đời mà. Ba đời mà. Có hai cô. Hai cô. Hai cô một ông có ba, là cô ba đời rồi mà. Ba đời đấy. Có, nhưng mà không hợp bà cái. Thế người ba con gái mình 30 tuổi không hợp bà cô, đâu hợp ông mãnh thôi. Ông mãnh đi theo thôi. Bà cô không theo. Bà cô thì không biết nó. Bà cô hợp mình thôi. Hợp tớ. Hợp ấy, đi đâu cũng phụ hộ cho đấy, đỡ cho hai lần tai nạn đấy. Đỡ cho hai lần đấy. Đấy còn hỏi gì không? Bà thầy xem nhà cửa đất đai này rồi. Đất đai xem rồi, nhà cửa xem rồi. Còn thắc mắc cái gì hỏi? Tạ đấy. Tạ rồi. Tiến con chim bay vào nhà rồi. Còn hỏi gì hỏi thôi, không hỏi thì như thế thôi. 54 tuổi. 52 tuổi. Có hạn ít hạn nhẹ mà nặng đâu. Tới 54 tuổi thì có hạn gì? 53 thì mới có, 54 không lo.
Còn nhẹ thôi đúng không? Nhẹ thôi. Nhẹ nhàng. Vào hôm nào thầy? Nếu mà thầy đã tuổi 54 ấy, hạ phải kiểu 54 vào cái tháng 11 ngày 13. Hôm đấy là tháng 9 hợp họ mình không lo. Tháng 9 họ Nguyễn rất hợp. Tị giàu xíu. Có nghĩa là hợp tháng 4, tháng 9, tháng 12 là hợp họ mình. Năm 52 tuổi. Được ốm rồi. Được đau rồi. Ốm đau nhẹ rồi. Nhưng mà vào cái tháng 10 đấy. Tháng 10 ngày 14 tháng 10 này, cẩn thận một chút. 14. Là có hạn. Thế đặt đàm nói nhau thế nào rồi? Xong chưa? Xong rồi, chẳng có gì. Có gì không? Đấy, không lo đâu mà, nó bảo rồi. Bây giờ còn riêng thầy. Người ta vẫn khúc mắc cái mình bây giờ nếu bảo là nếu làm đấy được cái quan cái quyết cả người cái tiếng đi. Bây giờ tao gọi là bác pam ấy. Thì cười đi. Xong hắn tạ này tốt hơn. Lời ra tiếng vào lời to tiếng bé đấy. Thì người ta khúc mắc với mình ấy, người ta vẫn gọi là ý là vẫn vào góc đấy, góc tường ấy, người ta vẫn gọi là nguyền rủa góc tường ấy. Nên là mình có làm được đấy, mình cười căn thể kết cả nhờ tới tiếng gọi tiến đi. Rồi sang mình hãng tạ đất vào thì nó tốt hơn. Thế là đất cát là xong chưa thầy? Nó còn mắc gì không? Xong rồi, thấy ổn rồi. Liền rồi. Mỗi tội tạ một cái này là được. Đường chả làm xong rồi đâu. Tạ đất thì là ổn rồi. Làm được tạ đất. Tức là, ví dụ như là người ta... mình còn khúc mắc gì không? Khúc mắc cái gì nữa, giấy trắng một đen xong còn khúc mắc cái gì nữa? Khúc mắc khắc ở trong tâm nhưng không nói ra mồm rồi, không dám nói rồi. Trong lòng vẫn khúc mắc, mỗi tôi để bằng mặt không bằng lòng thôi. Đấy. Người ta còn ý đồ gì không? Ý đồ không được rồi đấy, xong rồi làm gì được nữa? Tất mình ở nhà nó ở còn nói cái gì được? Nhưng mà vào cái tháng 10, tháng 11 đấy. Cái khẩu mình khai khẩu cẩn thận một chút. Lời nói chuyện đấy khai khẩu mình cẩn thận một chút. Lời nói khai khẩu mình cẩn thận một chút. Ok. Thế là được. Tháng 9 này có... Tháng 9 hợp họ. Tháng 9 này là hợp họ. Hợp họ Nguyễn. Tháng 10, tháng 11 thì là phải đấy. Đang có định sửa nhà thì tháng 10 được khai trang trí tốt. Hả? Đang định sửa lại quán thì thầy xem. Sửa quán á? Tháng 10 hay là tháng mấy? Tháng 10 đẹp hơn. Tháng 10 thì ngày bao nhiêu ạ? Tháng 10 ngày mùng 10 hoặc là ngày 20. 10 hoặc 20 à? Thầy xem ngày nào tốt. Ngày nào đẹp? Ngày mùng 10 hoặc ngày 20 đều tốt. Mùng 10. Mùng 10 tháng 10. 10 hoặc 20 à? Nếu mà xem tháng 9 này cũng được này. Tháng 9 mùng 10 này cũng tốt này. Hoặc 20 tháng 9 này cũng được. 20 tháng 9 này cũng được. Được thành. Mùng 10 nhá. Mùng 10 hoặc 20 tháng 9. Mùng 10 20 tháng 11 à? Tháng 10 à? Tháng 9. Mùng 10 20 tháng 9 à? Hoặc mùng 3. Mùng 3 tháng 10 cũng được. 3 tháng 10. Ngày bao nhiêu nữa? Chỗ ở chỗ sau chỗ gọi anh Nam xuống nó không xuống đâu gọi rồi. Thì có nghĩa là ngày tháng 10 là ngày mùng 3 tháng 10. Thầy cứ xem thật kỹ xem hôm nào tốt nhất. Tháng 10 là ngày nào? Thầy tháng 9 thì khả năng chắc chưa làm được đâu. Thầy cứ xem ngày nào tốt. Tháng 10 ngày mùng 1 này cũng được này, mùng 1 tháng 10 này cầu phúc tự này, xuất hành giải trừ tắm cắt tóc, mời thầy chữa bệnh, châm cứu sửa kho này, nhà mình gọi thầy kho đấy, sửa kho sửa quán đấy. Mở kho đấy, mùng 1 tháng 10 xuất tiễn hàng, tha thủ an táng cải táng mùng 1 tháng 10 này được. Mùng 3 cũng đẹp, mùng 3 thì được phục sinh. Để phục sinh thì không sợ phạm. Không phạm gì? Phục sinh không sợ phạm. Trực thành. Nếu mùng 3 đẹp. Phục sinh. Mùng 10 đúng
Mùng 10. Nãy thầy bảo 10 thì thầy xem mùng 10 có tuổi. Bình chức bình. Thân hữu xuất thành liên quan nhậm chức, gặp dân, đính hôn, an hỏi kê gả thu nạp người di chuyển, tu động đạo thủ, dựng cột gác xa, sửa kho, đan dệt nấu rượu, khai trương cũng được. Trước khi mình làm thì cũng ra tiền trước đi, được hoa quả này cũng xong ăn tạ rồi gà. Có mua hoa quả về thắp hương đã, báo hôm nay sửa nhà, sửa cửa, sửa quán xong rồi làm xong ăn thịt cả về cũng. Vâng. À được. Mùng 1, mùng 3, mùng 10, đều tốt tháng 10. Cái hôm 10 là hôm chủ nhật. Có nghĩa mình lúc làm thì mình mua hoa quả và thắp hương báo tổ tiên ông bà đúng không? Đúng rồi. Hay nhỉ? Đúng rồi. Xong rồi sau làm lễ tạ xong. Đúng rồi. Đây thầy.